Ơi, chào các bác. Em là Tình Hoàng Bãi ở tại Con Tum các bác nhá. Này lên cho một anh khách một combo này là ba khối này, 12V và hai mạch xả cao rồi các bác này, hai mạch xả, cái này thì chuyên để đè nổ ô tô này hoặc là để các bác dùng vào lưu trữ. Đấy, em làm mạch cân bằng thụ động luôn. Dây thì em đi dây to trả bá này, các bác thấy được chưa? Dây 8. Đó. À, khối này khối 12V các bác nhá. Khối 12V này có mạch cân bằng thụ động chủ động. Có mạch cân bằng chủ động và con này thì nó đã cân bằng thụ động rồi, em đã cho thêm cái mạch cân bằng chủ động vào nữa. Đây, một combo như thế này. Đó, chuyên để kích đè nổ ô tô hoặc là các bác cũng chơi vào kích tiếc thì các bác chơi cái gì cũng được, nói chung chơi cái gì cũng được thì tùy các bác thôi. Đấy, cái này quả này em bán cho các bác 3,5 triệu nhá, bảo hành 1 năm, không bảo hành 3 triệu. Bác nào có nhu cầu alo em nhá. Đấy, hai gồm hai mạch. Đấy, hai mạch và một mạch này. Đó. À, công cán đi rườm rà này nọ kia thì các bác biết rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu alo nhá, hoặc là các bác mua về tự ráp như em đây thì rất là rẻ, 650.000 một khối, 650.000 một khối, mạch 150.000 một cái. Đấy, mạch 150.000 một cái các bác nhá. Mạch này 95.000 một cái thì các bác tính đi. 1,95 triệu và hai cái mạch này nữa với cái này nữa thì nó hết tầm khoảng tiền ship năng nhằng nó tới giờ tầm khoảng 1,45 triệu, 2,45 triệu. Đấy, các bác đỡ được 1 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu alo nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhá. Đấy, em sẽ bán cho các bác về tự ráp. Đấy, tự ráp thì các bác phải mua thêm dây nữa, dây dựa lằng nhằng nữa các bác nhá. Đấy, nó rơi tầm cỡ 2,5 triệu các bác sẽ ráp xong bộ này. Nhưng mà đấy là các bác tự ráp nhá, còn em ráp sẽ là 3,5 triệu các bác nhá. Đấy, em bảo hành cho các bác 6 tháng nên là các bác cứ yên tâm. Rồi, bác nào có nhu cầu alo nhá.